trước đó thì cũng chưa có một cuộc tình nào đúng không? Dạ chưa, đến giờ vẫn chưa có một cuộc tình nào. Chưa đơn phương một ai, chưa thích một ai, chưa... Không, nói chưa đơn phương, chưa thích một ai không phải. Tại vì mình cũng sẽ có những cái gọi là cảm nắng nhẹ. Giống như là... Nhưng mà cũng không hiểu tại sao vẫn chưa có một mối tình nào đậm sâu hết. Giống như là mình gặp một người đó, mình thấy à, người này đẹp trai, nói chuyện rất là dễ thương, mình cũng thích. Nhưng mà gặp gỡ sau một thời gian rồi thì mình lại giống như là Trang My ấy lại sống về gia đình và bạn bè nhiều, và công việc nữa, bạn bè, gia đình, công việc, gia đình, công việc là nhiều lắm, dành tình yêu nhiều lắm, nên là cái tình yêu nó lại chưa đủ để mà mình chia sẻ cái thời gian đó. Nên chắc là đợi đến khi nào có cái duyên đến. Người ta nói là những cô gái nào mà yêu ấy, mà chịu yêu ấy, thì là một cái cô gái độc lập. Còn cô gái mà dành cho gia đình nhiều quá thì đó lại là cô gái dựng gia đình nhiều. Có nghĩ như vậy không? Không, chúng mình không nghĩ vậy. Ngày xưa đi học hay đi thấy không, ba mẹ có cấm yêu không? Ba mẹ không hề cấm luôn. Không cấm luôn. Đúng rồi, ngay cả bây giờ cũng vậy luôn. Nói là Trang My cứ yêu đi, tại vì cái khoảng thời gian này á, là cái tuổi rất là đẹp để mà yêu luôn. Để mà sau này giống như là lớn tuổi rồi á, xong mình còn kể lại cho con cái hay là cháu mình nói là những cái mối tình mình đã trải qua như thế nào. Còn như Trang My hiện tại giờ là chưa có mối tình nào, nhưng mà Trang My nghĩ là chẳng vấn đề gì cả, tại vì mình cũng đang sống với những gia đình của mình rồi, người thân bạn bè của mình, thì mình cũng rất là vui. Và có thể là tại vì duyên chưa đến thôi. Không nghĩ duyên phận mà. Duyên phận à, chứ rất nhiều người nói luôn nha, cái bài duyên phận có vọng mọi người của Trang My không, giống như chỉ là chưa yêu lần nào đó, biết làm sao chứ không vậy. Ghê vậy. Ghê không? Ghê mà. Ghê không? Không, nhiều. Không phải, thật là nhiều phim á. Nhiều người hay nói vậy, nhưng mà chắc có nghĩa không phải đâu. Cũng có người thích, nhưng mà tại vì cái thời điểm này mình chưa muốn yêu thôi. Chắc là cũng chưa thích ai, là chưa cảm thấy chưa. Dạ, nhiều. Cái tình cảm nó chưa đủ để mình gọi là tình yêu. Tại vì tính của Trang My cũng giống như là nếu như mà yêu á, thì mình phải dành nhiều thời gian cho nhau và thật sự thích nhau thì mình mới yêu. Còn nếu mà yêu để cho vui á, là cảm giác như là làm tổn thương nhau lắm, nên là không muốn như vậy. Nhưng mà yêu vui là hả? Yêu vui không phải là... kiểu như là yêu để cho có, tại là chúng không muốn vậy. Chứ người ta phải từng bước nọ đến bước sau rồi chứ là sao mà có thể mà cho có. Đầu tiên phải có, xong rồi mới làm được sâu. Không, có rất là nhiều người sợ sợ yêu nhá, sợ cảm giác bị tổn thương, sợ cảm giác từ đâu đó. Phí tuổi thanh xuân đấy. Chắc là duyên phận. Khi mà bước vào phim với STA thì làm thế nào để có thể hai người có thể hòa nhịp với nhau để cùng nhau? Với cái phim Tìm Vợ Cho Bà thì Trang My với lại NST là chưa gặp ngoài đời một lần nào luôn. Hai anh em chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả. Đến ngày bắt đầu tập phim luôn mới gặp nhau. Nhưng mà Trang My nghĩ là đó cũng sẽ mang lại cái sự mới mẻ. Giống như là tại vì trong cái phim Tìm Vợ Cho Bà cũng có những cái phân đoạn là những cái tình cảm mới mẻ, những giống như là hai người mới gặp nhau, những cái cá tính hoàn toàn đối lập nhau, nên là Trang My nghĩ là cái đó nó sẽ tạo ra nhiều cái khai thác nhiều hơn cái khả năng của hai người hơn. Và có cái điều gì làm khó nhất cho bạn trong quá trình diễn xuất không? Quá trình diễn xuất thì Trang My nghĩ là cũng không hẳn là khó khăn gì nhiều, tại vì hầu như là mọi người đều hỗ trợ Trang My rất là nhiều. Tại vì nếu như mà khi mà diễn á, sẽ cái người diễn của mình rất là quan trọng, mà hầu như là cô Thanh Hằng nè, với lại NST, rồi chú Tiểu Bảo Quốc, hoặc là anh Bơm, rồi anh Ba Tây nữa. Nói chung là mọi người hỗ trợ cái cảm xúc cho mình rất là nhiều để đôn cái cảm xúc của mình lên. Khó là những cái phân cảnh là có một phân cảnh rất là khó, cho mình nhớ là cái phân cảnh khóc ở dưới mưa. Tại vì phân cảnh đó là cho mình phải đóng một mình đứng ở dưới mưa lúc 3 giờ sáng, và mình phải vừa khóc và phải có cái cảm giác lạnh đó, nhưng mà run đó. Nhưng mà phải quay rất là nhanh nữa, tại vì nếu như mình không quay nhanh cái cảnh đó thì đến sáng thì còn một cảnh nữa,
nếu không thì còn cảnh nữa sẽ không quay kịp thì đến sáng sẽ bị lỡ vào ngày khác thì bị trễ tiến độ của quay đoạn phim. Nên là mặc dù rung thì cũng rung đó, nhưng mà cũng phải cố gắng để quay cái cảnh đó. Nhưng mà cũng may mắn là cái cảnh đó cũng rất là ok, rất là tốt. Khi mà trong trong đi dẫn đến cái cảnh khóc thì bạn làm sao để có một cái cảm xúc tốt được với cái cảnh khóc như vậy? Lúc đầu thì hơi khó khăn với Trang Mê, nhưng mà dần dần về sau á, giống như là mình quen á, giống như là cô Linh nó nhập vào người Trang Mê luôn rồi á. Tại vì cái thời điểm đó là lúc đầu mình cũng chưa có quen, nhưng mà dần dần về sau thì mỗi ngày đều tiếp xúc với đoàn phim, đều là Linh, ai cũng gọi là Linh, cứ nghe tiếng Linh cái là quay qua, không còn ai nhớ gì tới My luôn nên là nhập tâm vào vai Linh là thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là Trang My nghĩ là cái thời điểm đó mình rất là nghiêm túc, nên là mình dần dần mình cũng quen hơn nữa với những cái cách diễn, những cái cách mà anh đạo diễn chỉ cho mình và cô chú chỉ cho mình, nên là mình dần dần được tốt hơn rất là nhiều. Lúc đầu mà khi đọc kịch bản mà có những cái cảnh khóc đó, các bạn có về nhà bạn có tập hay là bạn nghĩ là đến lúc đó mình sẽ nghĩ về cái gì để mình khóc? Về nhà thì mình cũng có tập, tại vì lúc đó là Trang My cũng hơi lo, tại vì Trang My không có khóc được nhiều, những cái diễn những cái cảnh khóc rất là khó. Nhưng mà những cái đầu tập với lại anh đạo diễn thì cũng rất là ok luôn, tại vì anh cũng rất là tận tâm để chỉ cho Trang My những cái hơi thở như thế nào, phải từng cái cung bậc cảm xúc nó thở nhẹ thở mạnh như thế nào để ra được nước mắt, và cái cảm xúc mình dồn cái cảm xúc cái suy nghĩ của mình như thế nào nữa. Và cái thời điểm đó thì Trang My về nhà thì mình đứng trước gương mình cũng có tập, nhưng mà đến khi ra là có rất là nhiều người. Và cái ngày đầu tiên Trang My khóc là cũng khá là khó, nhưng mà dần về sau thì mình quen những cái mình không còn quan tâm đến những người xung quanh nữa, mình chỉ quan tâm đến những người trước mặt mình và mình tập trung vào cái vai Linh thôi. Thật thật á, đi phim là đầu tiên đi phim một cục không? Trời ơi, lúc đầu là lúc đầu mình cũng nghĩ là chắc là sẽ cực đó, nhưng mà khi đi phim rồi mình biết là cực rất là nhiều luôn. Cái thời gian ngủ của mình phải nói là có 2-3 tiếng vậy thôi, ngủ được lúc nào là ngủ, giống như là đợi cái cảnh quay của người này là mình vô mình nằm mình ngủ được chút xíu là cũng mừng lắm rồi. Nhưng mà mình cũng vẫn cứ hồi hộp á, giống như là lỡ rồi người ta diễn xong rồi kêu mình ra, lúc đó mình ngủ rồi mở mắt ra mắt mình đỏ không đẹp thì sao, cho nên nghĩ vậy là rất là khó để mà ngủ. Nhưng mà hơn nữa là vui một cái là khi mà đóng máy phim rồi một tháng trời với đoàn phim, tên Trang My thì quen thức dậy sớm, bây giờ là khoảng chừng 3-4 giờ, cứ sáng mấy ngày sau đã xong phim rồi mà cứ sáng giờ đó là đợt đợt ngồi dậy mình chuẩn bị đồ để mình đi nhiễm giống như là mình bị quen á, tại vì mình về trễ nè, rồi sáng mình phải cài đồng hồ mình dậy sớm, nhưng mà những ngày đó không cần phải cài đồng hồ dậy sớm vẫn dậy, vẫn thức dậy ngồi lật đật đi dậy, xong cái còn cầm đồ này kia đi nữa, xong cái nhìn vô gương nói ủa hôm nay mình đâu còn phải đi đâu, xong cái là giục đồ xong nằm ngủ tiếp cứ như vậy. Đó khoảng bao nhiêu ngày mà đó khoảng chừng cứ dòng dã bao nhiêu ngày trong đoàn phim hay là sau trong quá trình đoàn phim là khoảng một tháng hơn. Sức khỏe của mình thì sao, bạn lo đúng không? Cũng lo, nhưng mà tại vì Trang My thích quá, Trang My đam mê quá nên là ba mẹ luôn ủng hộ những cái gì mà Trang My thích. Và hơn nữa là cái khoảng thời gian đó thì coi sau lúc quay mẹ chị hỏi gì quên mất tiêu rồi ta, không tính nói nhiều hơn. Em định nói gì hơn thôi bỏ qua đi, nghĩ lại mệt lắm. đang nghĩ nói xong cái nói này nghĩ ra kia xong cái quên đi trước luôn. Cái điều gì khi mà làm phim á, có gặp phải đạo diễn khó tính hay sao không? Nhiều người gặp phải đạo diễn rất là khó tính và rất là sợ luôn. Nhưng nhiều người khóc là khóc do sợ đạo diễn chứ không phải là thật luôn á. Không biết là có gặp phải cái trường hợp như vậy. Chứ bây giờ là không. Anh đạo diễn Lương Trung Tính là phải nói là một người anh mà Trang My học hỏi cái tính của anh rất là nhiều luôn, tại vì anh rất là điềm tĩnh trong mọi hoạt động của mọi người, nhiều khi là cũng sẽ có những vấn đề xảy ra nhưng mà không có hề giận hay là cáu một lần nào luôn, chưa hề thấy. Và Trang My cũng chưa nghe một cái lời nặng nhẹ gì của anh
với chị My hoặc là với tất cả mọi người luôn nữa, với đoàn phim luôn nữa, nên là chị My cảm thấy mình rất là may mắn. Và những lúc mà chị My diễn không được thì em sẽ ngồi kế bên, em sẽ nói em sẽ đưa cảm xúc mình lên, anh hỏi giống như là hỏi về những cái điều gì khó khăn của chị My đã từng trải qua này kia, rồi giống như là anh là một người bạn tâm sự với mình luôn vậy đó, để cho mình có cái cảm xúc lúc đó. Và chị My thực sự rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà vẫn có đó, vẫn có nên là mới khóc được đấy. Thì đó, không biết là khi mà mình bắt đầu làm, mình vào diễn xuất ấy, thì áp lực của mình thế nào khi mà lần đầu tiên bước ra và đấy là bộ phim mà người ta nghĩ là mình nghĩ là đạo diễn họ cũng rất là kỳ vọng mình ra, khi mà mình sợ mình sẽ không ra thì mình có bị áp lực như vậy không? Chứ mấy thì lại không áp lực. Tại vì trong cái thời gian mà lúc Jamie vừa được mọi người biết đến, trong thời gian đó Jamie cũng được nhận rất là nhiều lời mời để mà đóng phim. Nhưng mà Jamie lại giống như là thời gian đó mình chưa có tự tin, mình chưa có kinh nghiệm gì nhiều, mình quá mới, mình không biết gì về diễn xuất hết. Mà nếu như mình nhận lời thì đầu tiên là cái vai diễn nó không tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mình, và thứ hai nữa là ảnh hưởng đến đoàn phim. Và đoàn phim thì mình biết là có quá nhiều người vậy, thì mình không thể nào mà mình làm hư cái phim người ta như vậy được. Nên là mình không có nhận lời. Nhưng mà đến cái thời điểm mà nhận cái bản phim Tìm Vợ Cho Bà thì Jamie lại cảm nhận rất là tốt. Và mình lại rất là thích cái vai diễn này. Mình giống như là mình đang là cô gái luôn vậy. Mình đọc kịch bản, mình tưởng tượng ra những cái phân cảnh đó mình sẽ diễn như thế nào, Và cái thời điểm thì Jamie cũng đã tích lũy được một phần nào kinh nghiệm của mình sân khấu rồi diễn xuất qua những cái chương trình rồi, nên mình cũng đủ cái tự tin. Và ngay cả anh đạo diễn và nhà sản xuất, nếu như một khi mà họ mời mình thì chắc chắn là họ sẽ thấy những cái điểm gì của mình nên là mới mời. Thì Jamie lấy cái đó nữa thì làm cho cái tự tin hơn cho cái phim của mình diễn, chứ đặt áp lực nhiều quá thì cũng không tốt. Nhiều khi là áp lực quá nó không có cái tinh thần thoải mái để mà diễn trực tiếp cho cái vai diễn của mình. Chắc là cũng thầy về vai rồi, cũng tìm cách cũng khá xem như mình, cho nên là mình diễn được. Mặc dù cô đó thì cô Linh thì khá là hơi cái cá tính của cô hơi nhí nhố hơn cho mình một chút. Nhố à? Cũng nhí nhố mà. Cũng nhí nhố. Giả sử bây giờ mà do diễn lại cảnh khóc thì diễn lại cảnh khóc mà chết rồi. Đang nói vui gì lại cảnh khóc khó. Đó, đúng à. Khi ví dụ như là bạn diễn hay khóc là sẽ nghĩ đến những cái câu chuyện gì xưa. Nghĩ đến cảnh khóc thì chắc là chỉ nhớ đến những cái cảnh trong phim hoặc là cái thời gian gì mà khó khăn nhất của mình, nhưng mình sẽ không chia sẻ đâu. Tại vì nếu như mình chia sẻ thì mọi người nói là nhiều khi những cái đó lại không khó khăn với mọi người, hoặc là những cái đó nên chẳng gì khó khăn à, đúng rồi, nhưng mà với mình thì lại khó khăn giống như vậy. Vậy là bây giờ phải khóc hả? Bây giờ phải khóc rồi anh ơi, anh ơi đừng có khóc rồi nè. Vậy là diễn khóc luôn hả? À rồi hát đi, hát trước đi hả? Hát trước đi. Hát hả? Hát bài gì vậy chị? Hát bài gì em đang mới ra à? Sẽ hát một đoạn Ký Ức Mở Đôi đúng không? Không, anh vẫn nhận, nhưng mà kiểu như là anh thấy cái vai này nó nhẹ với anh quá, anh chưa tập trung nhiều. Nhưng mà lúc sau thì mới thấy cái vai này nó không nhẹ chút nào hết á, như là nó cũng rất là nặng. Và không, thật sự là anh cũng rất là tập trung chứ không phải là không tập trung, chỉ là làm việc với cái ekip mới nên là anh có hơi nhiều cái bỡ ngỡ. Tại vì bình thường là anh hay làm chung với lại công ty của bên ảnh là bên chị Nguyễn Thanh Vân rồi đó, đã quen như vậy rồi, qua một ekip mới nên là anh cũng có nhiều cái để mình bỏ ngỏ. Nhưng mà em có sợ là mọi người sẽ ví dụ như sau này em muốn gặp cái thay đổi cái hình của nó khác từ cho mọi người biết đến không? Tại vì bây giờ ở trong showbiz không phải là thiếu những cái hình ảnh trong sáng kiểu như là mới non trẻ như vậy, thường cũng chỉ tóc tiên ngày xưa ấy. À, chị tóc tiên ngày xưa ấy, trong sáng. Nhưng không ai kiểu nó mờ mờ dần cho nên khi chị bứt phá hẳn lên. Nếu như mà cái đó thì chắc là thời điểm sau này,
chứ em cảm thấy là cái thời điểm này em vẫn phù hợp với đúng rồi, tại vì cái thời điểm hiện tại của em thì em thấy em vẫn phù hợp với những cái gì đó nó nhẹ nhàng và nó giống như là mình cảm thấy thoải mái với công cách hiện tại của mình. Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên giống như là bất cứ một bộ trang phục gì khi mà mình đi lên sân khấu, em cảm thấy như là nó sẽ kín đáo một chút, nó nhẹ nhàng một chút thì nó sẽ khiến cho em tự tin hơn để mà diễn trước mặt các khán giả. Cho nên là cái điều đó quan trọng với em, nên là em vẫn sẽ giữ cái hình ảnh hiện tại. Còn sau này khi mà mình đủ cái tuổi để mà gọi là mặn mà hơn theo thời gian á, thì mình sẽ thay đổi sau. Còn bây giờ thì vẫn thích cái định hướng cái hình ảnh bây giờ hiện tại hơn. Có cái show diễn nào mà em phải tắt mặt nó không kỳ nào chúng ta muốn làm như thế nào? Là đúng rồi, có một đoạn trong phim, một đoạn trong phim là thở hết lúc trong phòng tắm á. Trong phòng tắm mà không biết chị có xem đoạn đó chưa nhỉ? Chưa xem đúng không? Rồi đi xem đi nha. Cái phân đoạn đó là đang tắm thì NST mở cửa vô, cái cửa bị hư, mở vô nhìn như đúng rồi vậy đó. Lúc đó là không có mặc cái gì hết, quay lúc đó thì vẫn có mặc, nhưng mà quay cái cảnh đó thì sẽ An Giang không thấy được. Từ lên đây nhìn lên là hở, không thấy, không có mặc gì hết. Em có biết cảnh quay đó trước đúng không? Em biết cảnh quay đó trước, nhưng mà khi quay á thì có mặt, nhưng mà cái lúc mà lên màn hình á thì người ta sẽ nghĩ là không mặt. Em có lo lắng cái đó không? Lúc đầu thì lo, nhưng mà tại vì cái bản thân em á là khi mà coi kịch bản trước thì mình sẽ trao đổi kịch bản với lại anh đạo diễn trước hết rồi mới đóng. Tại vì lỡ rồi có cảnh nóng gì rồi sao, cho nên là mình phải coi, mình phải trao đổi trước cái đã. Thì sau trao đổi với ảnh thì anh thấy là không, cái cảnh này nó không có gì hết, giống như là vẫn có thể mặc được hết ở dưới gì nè, rồi xong quay từ khúc này lên thôi. Nên là giống như là mặc cái áo cúp ngực vậy đó, quay đúng như vậy để mà quay thôi chứ không sao. Đấy là cái cảnh này, nhưng mà cái cảnh đó là cái cảnh hở nhất từ trước đến giờ. Vậy luôn hả? Đúng rồi. Ok, mình hát nha. Hát một đoạn điệp khúc á hả? Hát một đoạn điệp khúc đi, cái bài mà em mới ra em đi á. Có cần lấy nhạc không chị? Hay là sao? Cũng được. Làm sao để hay nhất đi? Lấy cái điện thoại cho em, lấy cái nhạc.